Liên đội trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2023, Liên đội trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn với chủ đề Chúng em làm việc tốt mỗi ngày, kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt, phát huy bảo tồn văn hóa dân tộc, các trò chơi dân gian năm học 2022-2023. Tham dự chương trình có cô giáo Hoàng Thị Liên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Vũ Thanh Thơm, Bí thư đoàn thanh niên, cô giáo Trần Thanh Hương, Tổng phụ trách đội, cùng toàn thể các thầy cô giáo và hơn 1.000 bạn học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên tham gia. Tại buổi lễ, cô giáo Hoàng Thị Liên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn là một hoạt động thường niên được liên đội tổ chức vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo cho các hoạt động của đội tại trường học. Tại ngày hội, các bạn đội viên, nhi đồng được tham gia các hoạt động vui chơi, múa hát, cùng khuôn làm nghìn việc tốt, các hoạt động phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các trò chơi dân gian góp phần giáo dục con người về tính tập thể, tinh thần kỷ luật, ý chí vươn lên giành chiến thắng, rèn luyện thể chất, sức mạnh, dẻo dai, khôn khéo và sức chịu đựng của con người, giúp con người ngày càng phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Chương trình này cũng là dịp để các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội thể hiện rõ sự quan tâm và dành nhiều tình cảm hơn nữa đến các em đội viên, thiếu niên nhi đồng, những thế hệ tương lai của đất nước. Ban tổ chức chương trình xin kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, chúc các bạn đội viên nhi đồng chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.